Mình đang làm gì đây? Sang đất với lại lá nè chú. Mình sóc sóc vậy là cho đất với lại lá nó rớt ra. Dạ. Rớt ra khỏi cái sàn bằng nhựa này. Nói chung là đủ ngày công của mình nó chú 300.000. Đủ ngày công là ít nhất là 300.000 hả? Dạ, ít nhất là 300.000. Rồi về là hai người là làm ít nhất là 600.000 một ngày. Dạ. Rồi cháu giữ tiền không? Xã giữ tiền. Hả? Dạ, mình là phụ nữ mình giữ tiền với chú. Vậy hả? Cái vụ này là chú mới nghe luật cái nhà nước á, dạ. Quy định quốc hội đâu á bao giờ họp mà nghe nói là phụ nữ là người dạ. Là sẽ phải giữ tiền mà nam không giữ tiền đâu ta. Dạ. Đây, hôm nay mình cho bà con xem cái đậu phụng. Cái vườn đậu phụng của bà con nông dân Nề Phân Hạ mình đang canh tác trên cánh đồng Nề Phân Hạ đây. Đây bà con đang thu hoạch đây. Đây 7 bà con mình đang thu hoạch. Giữa trưa nắng giờ này đáng lẽ giờ ăn rồi mà cuối cùng không ai chịu ăn nè. Ai cũng ngồi làm. Thì mình được biết là đây là làm khoáng. Bây giờ nhổ đậu thì thường là bà con làm khoáng thôi. Nhổ khoáng cho chủ ăn theo khối lượng. Cháu cho chú hỏi tí được không? Dạ. Mình nhổ đậu như vậy, nhổ đậu cho chủ ở đâu vậy? Dạ, mà chủ ở mà Đức Trọng chú. Chủ Đức Trọng hả? Dạ. Là chủ là vừa hay là chủ là chỉ là chủ vườn thôi? Chủ là thu mua lại. Thu mua. Thu mua, chủ thu mua lại đậu phụng của nông dân. Dạ. Mà thu mua là bây giờ thu hoạch dày xong bắt đầu là mà rồi cân người ta mới mua hay là người ta mua trước rồi? Không, khách hàng người ta đã đặt hàng bên chủ thu mua rồi. Cái này là mình mua tự lấy từ vườn về là mình đi giao cho mỗi luôn, giao cho khách hàng luôn. Giao cho khách hàng luôn hả? Cái chủ vườn này là chuyên mua bán về cái đậu phụng này hay là thêm một cái thứ gì nữa không? Về mặt hàng đậu phộng này chú. Vậy hả? Vậy là tụi cháu là công công của bà luôn ạ. Công của bà. Dạ. Công là công cố định hả? Dạ, công làm quanh năm luôn á. Quanh năm luôn hả? Dạ. Tức là hết đám đậu phộng này mình qua tới đám đậu phộng khác mình làm tiếp. Dạ. Mình nhỏ vậy là mình ăn khoáng hay sao cháu? Không, mình cân mình ăn theo ký, mà cân bao nhiêu ký, một ký là mấy ngàn đó chú. Như khoáng bây giờ cái công này nó đậu này khó nhổ thì tùy theo, như dễ nhổ thì 3.500 hoặc 4.000, khó nhổ thì cỏ không thì từ 5.000 đến 6.000 trở lên chú. Vậy hả? Nếu đậu đẹp này tơi dễ nhổ mà không đất này kia thì vô bao nhanh á thì nặng ký nó thì tầm 3.500 hoặc 4.000 chú ạ. Vậy hả? Rồi chú cảm ơn cháu nhiều nha. Dạ, không chi ạ. Cháu là ở đây luôn hả? Người ở đây luôn hay sao? Dạ, cháu ở bên Tân Văn ở Long Hà. Người Tân Văn ra đây làm. Dạ. Là chủ ngoài Tùng Nghĩa mà gọi alo ra đây làm. Hôm nay là làm vườn chỗ nào là mình biết ngay vườn chỗ đó mình chạy tới thôi hả? Dạ cũng đúng, nhưng mà khi bà đã điều công tụi con là công của bà luôn. Nếu nhận vườn nào đó, mua vườn nào đó thì cứ cho địa chỉ và nói vườn nào đó thì tụi cháu thì ra đó và tập trung mà đi đến vườn đó và nhổ. Mình hiểu rồi. Đây bà con thấy không? Đậu đây. Đậu của Đức Trọng á. Đây là gọi là đậu phụng. Mình gọi là hạt đậu cũng được, mình gọi là củ đậu cũng được. Nó là mọc bông thì nó mọc ở trên mặt. Những mắt ở dưới gần gốc, xong bắt đầu nó mọc, nó thụ phấn xong xuôi rồi bắt đầu nó quay đầu, nó cắm xuống đất. Nó lớn lên thành cái hạt đậu đây. Đây gọi là đậu phụng đấy. Đậu phụng Đức Trọng, đậu phụng Đức Trọng ngon lắm nha, chắc lắm nha, bà béo. Nhưng là thật ra thì đậu phụng này, cái giống này thì nó vẫn thua đậu phụng giống xe và đậu xẻ mà trồng ở dưới đất cát á ha. Kia là đó chỉ cắt thôi, còn này là chỉ mình ăn. Kia đầu là giao cho khách hàng như là bán luộc này kia các thứ. Luộc cái đậu phụng rang kẹo. Là bánh kẹo. Cái này là cái dòng như là cái dòng cao sản, còn kia đậu đỏ kia là chỉ ép dầu thôi chú. Đậu đỏ kia là ép dầu thôi ha, dầu nhiều ha. Dạ, kia nó dầu nhiều hơn. Còn này là để mình ăn thôi. Đậu này mình ăn, mình rang, mình luộc. Rồi mình làm kẹo đậu phụng rồi các thứ vậy đó ha. Vì cái kia nó ít hạt hơn, còn cái này nó nhiều hạt hơn. Rồi cảm ơn cháu nhiều nha. Đây là cái đậu phụng đã được nhổ rồi đó. Bà con mình nhổ xong rồi phơi lên đây. Phơi cái củ ra để cho nó đất nó khô bớt.
khi mà đất nó khô bớt rồi thì nó nhả, mình cầm vô mình vũ vũ thì nó đất nó sẽ rớt bớt ra để mà mình lật cho nó dễ, với lại đỡ công sàng sảy nữa. Chứ nhổ và nhổ khoáng mà nếu mà đất nằm nhiều ở trong trong đầu thì cân lên chủ họ cũng không đồng ý đâu, phải không? Đây củ đầu đó, cắt đầu phộng, đầu phộng nước trồng. Đó, đậu phụng đó. Giờ là 12 giờ rưỡi rồi nè. Ấy, 1 giờ hơn 1 giờ rồi chứ. Mà bà con vẫn ngồi làm, không nề hà gì nắng mưa gì hết á. Giờ này chưa chịu ăn cơm nữa, vẫn làm, không? Làm không biết đói. Mà làm việc đam mê chứ. À, đây có anh chàng này, anh đang nói một câu này hay nè. Đây là làm nông mà làm việc đam mê đây. Đó, mình mê cái gì ở mấy hạt đậu phụng này mà mình làm nó là làm đam mê hả cháu? Hả? Hay là đậu phụng ngon quá coi như là làm vừa được tiền mà chiều nay là lấy một ký về luộc ăn cho đỡ buồn. Hả? Mình thỉnh thoảng mình lấy ít về luộc ăn vẫn được chứ hả? Không đúng. Cũng bình thường thôi chứ cái gì đâu. Là cái nghề nông mà làm nông mà coi như là cái mà ở ngoài cánh đồng á thì người ta chưa tính đâu, người ta tính sản phẩm về tới nhà thôi. Cháu là người ở đâu mà làm ở đây? Cháu Lâm Hà chứ. À, cháu ở Lâm Hà luôn hả? À, anh kia cũng ở Lâm Hà. Anh kia ở Tân Văn hả? Lâm Hà, cháu cũng Lâm Hà. Ở vùng nào Tân Văn hả? À, ở Gia Thạnh. À, Gia Thạnh là vừa qua Thanh Bình á. Vừa qua cầu Thanh Bình là tới Gia Thạnh á, là thuộc Lâm Hà, bên này là thuộc Đức Trọng. Này là cháu đi làm một mình hay làm với ai đây? Ai vậy hả? Đi với bà xã nữa hả? À, bà xã là ngồi kia đó phải không? Rồi chào cháu. Hai vợ chồng cùng làm cái nghề này thấy nó thoải mái hả? Đi có nhau rồi về có nhau hả? Hai người đi xe hay hai xe? Đi xe chứ. À, tưởng hai người đi hai xe chứ chiều để bà xã mình đi riêng, còn mình chở em nào nữa chứ. Hai người đi xe thôi chứ bó buộc về làm được cái gì nữa. Cháu làm mỗi ngày thường thường là hai vợ chồng làm được bao nhiêu, khoảng mấy tạ? Tùy chút. Thì đậu đẹp đó thì làm nhiều mà đậu xấu làm ít thôi chứ. Hả? Đậu xấu như vậy, đậu như vậy không hơi khó làm phải không? Dạ, đậu này khó làm nè. À, đậu này nó bị... Cái cuốn nó sát á. Sát cho nên nó dai. Vẫn nó hay bị sức cuốn. À, hay sức cuốn hả? Sức cuốn mình phải bứt cuốn. Dạ. À, đó thì thứ nhất, điều thứ hai nữa là mưa mấy nay mưa nhiều quá đất nó hơi ướt nè ha. Đậu nó, đất đậu nó quện quện nữa ha. Đậu dính. À, nó dính. Chứ nếu mà... Nhưng mà đất nó tơi xốp, nó không bị dính như vậy, nhổ lên phơi ra nhìn thấy đậu nó trắng đẹp lắm ha. Yeah. Mình đưa vô mình quay là nó rớt hết liền. Nếu mà đi hợp đồng như vậy, đôi khi mình đem theo cái máy ngồi đạp, người nhổ người vừa đạp quay mà coi như là đưa vô nó đánh ra cũng năng suất hơn chứ ta. Không được dùng. Dạ. Sức cuốn như này. À, sức cuốn với lá vô thì lúc đó mình đứng là mình sẽ... Làm cuốn nó đâu ra đâu. À, cuốn nó không ra hả? Yeah. Phải lật như vậy cuốn nó mới ra. Yeah. Đó, khổ một cái là bây giờ nếu mà làm theo cái cách mà bà con hợp đồng làm với chủ vậy thì là phải lật đứt cái cuốn luôn. Cái hạt đậu không được dính cái cuốn đâu. Yeah. Là cái cuốn này nè, không được dính đâu. Không được dính cái cuốn. Bởi vậy cho nên phải làm bằng tay. Mà làm bằng tay thì năng suất lao động nó không có cao. Từ đó cho nên là giá thành sản phẩm nó sẽ cao. Hôm nay cái đậu phụng này giá nó được khoảng bao nhiêu một ký cháu có ai biết không? Không biết. Dạ. À, chủ bà chủ thôi cho mình thì không biết hả? Nó dao động lên xuống mình làm cho biết. Hôm nay nó được 18 20 ngàn ký không ta? Tầm đó. Ừ. Đậu phụng này thường thường nó nằm tầm khoảng 18 20 ngàn ký. Đều giá vậy thôi. Mình làm như vậy á, mình lật ra như vậy xong rồi chập nữa mình phải sảy lại chứ hả? Để đất đồ ra hết chứ.
mình xảy đất ra hả? Dạ. Còn đất nó dính cứng đó thì làm sao mình làm ra? Đập ra chú. Đập ra hả? Dạ là mình phải phơi, bây giờ mình phải phơi một tí xíu mình nó phải ra chứ. Dạ. Ồ, cũng khó quá, đậu như vậy thì đúng là hơi khó đó. Vậy thì chắc là giá làm của một ký đậu này hơi mắc ha. Đậu dạ, chú này. Đậu này hiện tại là mình công nhỏ lạc của mình là giờ là 5 ngàn này. Là 5 ngàn một ký. À. Công là 5 ngàn một ký. Rồi cố gắng làm hai vợ chồng làm ngày được hai tạ là cũng đỡ ha. Chắc được chứ ha. Đậu này không được chứ. Đậu này không được hả? Không được thì ráng làm cho đủ 1 triệu thì làm trễ trễ tí xíu rồi về. Hả? Cháu. Làm trễ trễ tí rồi về. Tới giờ là xe, ví dụ như bà chủ mà xe tới bà chở giờ nào là à thì phải ngưng giờ đó hả? Dạ. À bà chở rồi thì mình đâu có ngồi làm nữa. Nếu mình mà làm tiếp thì mình chỉ có làm xong mình trở về thôi chứ. Đi làm như vậy cháu thấy là một ngày mà mình làm được chưa tới tạ mà 5 ngàn một ký thì cái giá công như vậy nó có thỏa đáng không? À mà việc như vậy thì mình thấy là chăn nắng là chính thôi, chứ nó cũng không có nặng lắm phải không? À đều việc hả? Ngày nào cũng có việc làm. À ngày nào cũng có việc làm hả? Ngày nào chủ cũng có chỗ để mình đi làm hết. À vậy cũng được, nói chung vậy cũng được. Mà mình chuyên đồ nhổ đầu thôi hay sao? Chuyên nhổ đầu hả? Vậy là chủ mua rất là nhiều vườn. Thế là cũng hay đó, nói chung là chủ cũng mạnh. Cho nên là họ cũng biết đường họ làm cho anh em công nhân mình có được việc làm cho ổn định ha. Rồi cảm ơn cháu nhiều nha. Đây là mình đang làm gì đây? Sang đất với lại lá nè chú. Mình sóc sóc vậy là cho đất với lại lá nó rớt ra. Dạ. À rớt ra khỏi cái sàn măng nhựa đây. Đâu có một cái sàn măng nhựa mà lỗ cũng lớn từ bởi vì cho nên là sàn như vậy là nó cũng rớt ra nè. Cũng mất công lắm chứ không phải đơn giản mà ha. Rồi mình có phải lựa hạt lép ra không? Dạ có. À hạt nào mà mình sẽ bọc bọc lép lép là mình bỏ ra hả? Dạ, anh sang đắp cái lại cái hộp nhỏ nó rớt quá. À đó hộp nhỏ nó rớt kìa. Dạ. Đó cái hộp nhỏ nó rớt kìa. Hộp nhỏ nó rớt đó, là mình bỏ hả? Hộp nhỏ rớt dạ. Là bỏ đi. Dạ. Ồ mất công ha. Ông xã cháu tên gì vậy? Dạ anh tên Trọng. Anh Trọng hả? Cháu tên gì? Dạ, cháu tên Thùy. Thùy hả? Dạ. À Trọng Thùy. Rồi à, có mấy con rồi đây? Dạ cháu 4 cháu rồi. À 4 đứa hả? À sao không làm đến 6 hay là 11 cho nó đủ đội bóng luôn, có 4 vậy. Dạ. Ít quá ha. Nó ớn rồi đó. À dạ. Vậy làm khùng luôn ha. Hai vợ chồng làm khùng luôn á, để nuôi 4 đứa làm khùng luôn á ha. À, hàng gì hai vợ chồng rất là chịu làm. Giờ này trời nắng, giữa trưa trời nắng vậy mà vẫn ngồi lặt đậu. Dạ. À. Một ngày bình quân là coi như làm được bao nhiêu tiền cháu? Dạ cứ bình quân thì nói chung là một đủ ngày công của mình nó cháu được 300 nghìn. À đủ ngày công là ít nhất là 300 nghìn hả? Dạ ít nhất là 300 nghìn. Rồi về là hai người là làm là ít nhất là 600 nghìn một ngày. Dạ. Rồi cháu giữ tiền không? Xã giữ tiền. Hả? Dạ mình là phụ nữ mình giữ tiền với chú. À vậy hả? Cái vụ này là chú mới nghe luật cái nhà nước á. Dạ. Quy định quốc hội đâu á bao giờ họp mà nghe nói là phụ nữ là người. Dạ. Là sẽ phải giữ tiền mà nam không giữ tiền đâu ta. Dạ. Vụ này là cái quy định này là trong nhà mình quy định phải không? Dạ. Hả? Hả? À cái két đó hả? Bao nhiêu là cắt hết, bao nhiêu là cắt hết anh không được đi nhậu không? Dạ. Đúng rồi, kiểm soát như vậy mới đúng chứ, 4 đứa con chứ đâu có chuyện đơn giản phải không cháu? Dạ. Ừ. Cái xác này bây giờ ông muốn hôm nay ông muốn đi nhậu phải không? Rồi, đây là phần ăn của hai đứa của ngày mai đây. Dạ. Hết dám nhậu chứ gì đâu phải không cháu ha? Dạ. Ừ. Cảm ơn cháu nhiều nha. Dạ. Chúc hai cháu có sức khỏe, lúc nào cũng có sức khỏe để mà làm công việc nuôi. Dạ. Mấy đứa nhỏ. Dạ. Cho nó thành người ha. Dạ. Rồi. Cảm ơn cháu. Giờ bắt đầu là cháu nhỏ đó hả? Dạ. À. Nhỏ vậy thấy nặng không cháu? Không chú, nhẹ. Dạ nhẹ hả? Dạ. Cháu tên gì đây? Cháu tên Thảo chú ơi. Thảo hả? Thảo là cỏ phải không? À tên Thảo, từ Hán Việt đó là cỏ đó. À. Đây nhỏ vậy cũng giống như vỏ cây nhỏ cỏ đấy phải không? Mình cùng tên nó mà coi như là mình cũng đi nhổ nó đây.
không cho nó sống nữa, rút lên lấy mấy cái gốc thôi. Ở phụng này nếu mà trời nắng với lại trời mưa mưa như vậy á, đất nó ướt như vậy thì cái lúc nào thì cháu thấy nó nặng hơn, nhỏ nặng hơn? Bây giờ chú, bây giờ mưa nó nặng hơn. À, nhỏ mưa vậy nó nặng hơn hả? Nhưng mà mình cũng phải phơi ra chú ơi. À. Nó ráo mình mới bỏ bao được. À đúng rồi, phơi rau ráo mình phải lặt nó dễ hả? Đúng không? Dạ, bữa nay nó ẩm ướt hàng nó khó đi. À đúng rồi. Ráo. À cái hàng này là người ta đem về người ta bán tươi hả? Dạ, có người đem về bán tươi, có người đem về làm bánh kẹo. À có về, có người thì đem về họ làm bánh kẹo thì họ phải phơi. Luộc họ bán, họ bán luộc đó. À còn chủ mình thì đem về thì giao tươi vậy chứ hả? Dạ. Chủ mình giao tươi vậy cho nó dễ. Rồi thì ngày mai lo cái việc khác, nhổ đám khác chứ ăn rồi cứ mà ngồi chờ, không chờ cho nó khô đem về phơi, mà lỡ mà nó không khô một cái, không có mưa á, không có nắng á là chắc chết luôn á. Ha. Cái đậu này cháu thấy là nó củ có nó nhiều không? À ít củ hả? Đâu coi thử coi, ít đây là mấy bụi đây? Ba bụi đó hả? À, ba bụi đó là hơi ít ha. Củ đây hơi ít á. À, cái mấy cái ba bụi đậu mà con Thảo đang nắm trên tay đó thì thấy rõ ràng là hơi ít củ. Bởi vậy cho nên là đám đậu này thì năng suất nó không được cao lắm. À, một phần là do cái thân của nó là nó cũng lên cao quá nè ha. Tỉa như vậy có dày không ta? Không, đâu có dày đâu. Tỉa đây không dày. Do cây nó nằm xuống mình thấy như vậy. Ừ. Do cây nó cao quá thì bắt đầu nó nằm xuống. Chứ còn tỉa đây không có dày. Theo mình thấy cái tỷ lệ giờ nó thậm chí theo mình nó còn hơi thưa nữa kìa. Do cây nó nằm nó đủ của mình thì nó sẽ. Cháu nhỏ từ từ lúc nào đến giờ đây? 8 giờ. 8 giờ hả? Dạ. Bây giờ cả 1 giờ rồi. Lặt được mấy chục ký rồi. Đầu này khó làm chắc cũng được mười mấy ký thôi chú ơi. Ở cái gì mới mười mấy ký hả cháu? Dạ. Sao tội vậy? Đầu này khó làm á. À. Đầu này khó làm hả? Rồi, nhỏ mà lặt hồi sáng giờ đó mà mới mười mấy ký nè bà con. Về làm sao mà đủ sản lượng, chiều nay làm sao mà đủ được 300 ngàn một ngày công ha. Làm khoáng mà. À, hãy cố gắng ha. Trong cuộc sống này mọi việc này mình đều phải cố gắng là đạt được hết ha. Không có việc chỉ khó, chỉ sao làm cũng được. Tiền không nhiều thế chú. À. Mọi sự cố gắng đều đem lại ra một kết quả tốt hết ha. Chứ hãy cứ cố gắng. Mình là ở đâu đây cháu? Ở Tân Thành. À, ở trong Tân Thành, Tân Hội. À. Đây Tân Thành là đi băng qua cái núi Chai kia kìa. Đi ra sau cái núi Chai qua khỏi Tân Hội tới Tân Thành. Tân Thành là một xã mới của tôi, cắt ra từ xã Tân Hội. Dạ. Đi lại bằng xe gì? Xe máy chú. Đi xe máy hả? Dạ. Giờ là đi mấy cây số lận? Từ đó có đấy hả chú? Hả? Đến đây có đó chắc cũng được gần chục cây á chú. Gần chục cây hả? 8-9 cây, chục cây hả? Đó là đi đường tắt đấy, chứ còn đi đường vòng xa hơn nữa. Đi mà đi ra đường quốc lộ 20 đi vọc xuống đi xuống là cũng xa hơn nữa ha. Đây đi thẳng vô Đa Ma nè. Đi thẳng qua Ba Cảng. Ha. À, cảng xong đi nếu mà Tân Thành và khúc sau thì đi băng thẳng đầu 9 đi vô luôn. Thì nó nhanh hơn. Vậy mình đi xa như vậy thì chủ họ có hỗ trợ tiền xăng không? Có chút mình làm bên gia đình ăn. À vậy hả, chủ không hỗ trợ tiền xăng hả? Dạ. Có nhà vườn, ví dụ nhà vườn mà thấy khó làm hoặc là đường xa thì nhà vườn hỗ trợ thế. À. Làm cái giá lên, giá có cao lên tiền xăng xong còn. À, một tiền xăng thôi chứ còn nếu không thì cũng không được hỗ trợ hả? Dạ. Thấy đậu này làm 5 ngàn thì cũng phê lắm đây. Đất đang ướt, nhổ, cái rễ chuột cái nhổ nó bám chắc, nó cũng nặng. Mà nó dính đất, bà con làm rất là phê. Như cô Thảo đây sáng giờ làm mới có mười mấy ký đây. Mà bây giờ 1 giờ chiều rồi mà lỡ mà xin lỗi chứ không phải mình nói bậy đâu, mà lỡ mà trời mưa xuống cái là ngày hôm nay là hơi khó đó hả cháu ha. Yên tâm chú, mưa là từ đó có bạt rồi chú ạ. À hả? Dạ. Mưa mình làm luôn. Dạ, có bạt chứ không là xin lỗi. Che bạt làm. Dạ. Tội chưa? Mưa cũng che bạt làm.
cho nên là mỗi lần mà trời mà mưa gió như thế này thì chủ là người kinh doanh cố gắng phải hỗ trợ cho bà con tí xíu để đôi khi bà con nó đỡ bớt ra cái khoản là bị mưa gió mà ảnh hưởng đến cái năng suất lao động và ảnh hưởng đến cái thu nhập hàng ngày của bà con. Đúng là khổ. Đây có vài cây thanh long à. Mọc lên nó ra trái kìa. À, mấy trái đỏ đỏ đó, mấy trái thanh long ha. Bên này khoai à. Vườn này vườn hồi xưa nó cũng là vườn tạp, rồi sau này bà con cải tạo lại trồng trồng hàng hóa đây chứ. Đây là cây rau khoai tím, củ khoai tím. Còn đây là cây mãng cầu. Mãng cầu sim. Đó, đây mãng cầu sim của bà con. Mà trái thì để cho nó chín là tự rụng thôi chứ không có cần hái ăn. À kìa, có cái trái to kìa, nó chín rồi đó. Trái bự dần dần đó là chín rồi đó, không ngoài đó. Đây này bà con nhìn thấy không? Cây này nó già, nó ra nhánh những cái từng cái nhánh này, đây là từng cái bông nè. Mà cuối cùng nó không cắm xuống được đó. Và một phần nó cắm dưới thôi. Còn đa số nó nằm trên nè, đó. Là nếu mà nó đủ sức á là nó sẽ ra rất là nhiều củ nè đó ha. Có cái củ này nó cắm xuống được nè. Đó. Là nó ra đó. Còn bao nhiêu mấy cái tay này nó không ra. Nó không ra củ được. Mình nhổ lên cho bà con coi cái bụi này coi. Bụi này chắc cũng nhiều củ lắm đây. Đây là một củ, một hạt đậu phụng mà trồng lên nè. Đây, bụi này cũng nhiều củ ha. Nhưng mà củ lép cũng nhiều. Đây củ lép cũng nhiều ha. Một hạt đậu phụng đó. Nhưng mà cái cây này là cây tương đối tiêu chuẩn nè. Nó không cao lắm, nó khỏe. Thân nó to ấy nè. Đến tới đọt mà nó cũng ra củ được nè ha. Đây, từ dưới đó ha. Mình quay lên cho bà con nè. Mấy cái tai bông nó ra mà nó không cắm được. Trên đọt nó có hai cái tai bông ra. Nó cắm xuống đất được, nó cũng ra củ đó ha. Còn trên này có mấy cái hoa màu còn non thì không nói ra, thấy không, hay không, củ nó lên tới đọt luôn ha. Đó, vườn đậu phụng đó anh em đang làm đó. Bà con giờ này hơn 1 giờ, gần 2 giờ rồi mà không ăn mà vẫn làm hả cháu? À, tanh thủ nhỏ chứ không sợ trời mưa tới là không nhỏ được nữa hả? Tanh trời mưa là mình ngồi trong lều, mình ngồi trong bạc, bắt đầu là mình cũng lặt tiếp hả? Này hai bụi mà nó cũng nhiều củ nữa ha. À, nó kia đạt hơn hả? Bây giờ tiếp tục nhỏ đây. Tanh thủ nhỏ. Để trời thì chuẩn bị mưa, mùa này mưa chiều là mưa sớm lắm. Bởi vậy cho nên là mưa tháng 7, tháng 8 này. Mưa chiều là mưa sớm lắm, vào mưa mùa rồi mà. Hết mưa bão xong rồi tiếp tục mưa mùa liền. Đây là mưa chiều. Mưa bão là mưa dầm. Cả 20 ngày không thấy mặt trời rồi. Bắt đầu bây giờ là vừa hết bão là ra mưa chiều, chiều nào cũng có mưa. Bởi vậy cho nên là bà con bây giờ đến chiều rồi thì tranh thủ, vì làm khoáng cho nên là tranh thủ nhổ đây. Nhổ cho được nhiều gom lại đó. Xong rồi chập nó trời mưa là ngồi trong bạc, trong lều bạc. Tiếp tục mình lặt để cho nó đủ sản lượng ngày hôm nay để có lương chứ nếu không thì là không bao nhiêu tiền. Chứ nếu mà không là không có ngày công ha. À, nếu mà trời mà mưa sớm mà mình không tranh thủ như vậy thì không đủ ngày công đó. Cho nên bà con ai cũng thấy không? Ai cũng cố gắng đứng lên nhổ. À. Cố gắng lắm đến chiều cũng được 300 thôi ha. Ừ. Đó không, bà con làm khó lắm chứ không phải đơn giản. Anh nhà mình ở đây lâu chưa thưa anh? Dạ, nếu mà nói nhà ở thì ông bà già cho đây năm tư á. À, năm tư hả? Vậy là gốc mình là chắc là ngoài thôn Thái hay là ngoài thị trấn kìa phải không? Ngoài Nam Sơn. À, ngoài Nam Sơn hả? À, là mình là người Kinh hay là người gì? À, người nông. Ở bà con mình là người nông.
là từ năm 1954 mà di cư vào miền Nam này, xong bắt đầu là ở cái khu vực làng Nam Sơn á, chỗ khu vực mà anh Trần Văn Coi ở đó. Đấy, đó là cái là bà con người Nùng, người Thổ mình á, ở ngoài đó. Nhưng mà ngoài đó thì diện tích đất thì nó ít, bởi vậy cho nên bà con khai thác đất thêm trong này, khai phá thêm trong này, bắt đầu là canh tác từ đó đến giờ đó anh hả? Đất này mình nhớ hồi xưa là cũng nó cũng có đá lục cục hay sao anh hả? Đá nhiều lắm phải không? À đúng rồi. Bà con dồn đất. Dồn trước người ta lấy đi hết rồi. À từng đống đá đen đó. Hồi xưa đá nhiều lắm, người ta mang đi giải đường làm đường á, sau này đường nó mới vậy thôi, chứ còn hồi xưa là đường nó không có thế này đâu, đường nó gập gành. Gập gành. Xong bắt đầu làm đem đi trải đường, xong cái đá đó trải đường làm nền. Xong rồi bắt đầu thêm một lớp đá cấp phối ở trên nữa. Phối là sau này thôi, có điều kiện xe cộ người ta đi lại người ta mới làm, chứ xưa là không có xe cộ nữa. Người ta cứ máy cày máy nhỏ đó, người ta cứ xách đá, người ta cứ đổ nó, chỗ nào nó hụt cái là đá chỗ nào lắm. Chỗ nào bị lầy. Mà anh nhớ tại vì hồi xưa hồi mà mới giải phóng về đó, anh nhớ đi vô khu vực này á là ruộng ở dưới ruộng trên là đá lỗ ngổn à. Mà có nhiều khu vực cũng chưa khai phá nữa cái thời đó đó, nhiều khu vực chưa khai phá. Cái đá ở đây là khai phá đâu khoảng năm sáu mấy hả anh? Tức là hồi cái thời đó là bà con mình ở ngoài kia làm mà không đủ đất, không đủ ruộng làm là bắt đầu là phá thêm trong này để làm đây ha. Mà cái thời đó là nếu mà trong khu vực này thời đó thì cũng hơi mất an ninh đó ha. Nếu mà nói về an ninh thì hồi xưa cho đây không có dám cho đây làm đâu. À không dám làm vào ban đêm đâu hả? Mấy người chỉ có đàn ông dám đi làm, hay đàn bà đi không dám đi làm. Dạ. Bà là đi làm là sợ cách mạng chưa giải phóng à. Quân giải phóng trong cầu ván rồi các thứ khu trong này. Cầu ván bên này còn mấy ông ở trong cái núi đá đây này. Dạ. Coi như là cái vùng này hồi xưa mấy ông ở đây luôn mà nhà trước đây ở đây còn có đồ tiếp tế của mấy ông rồi. Chén bát nồi niêu thuốc thang. Rồi hả? Dạ, hồi xưa là cơ sở cách mạng mà mấy ổng nằm trong này luôn nè. Cứ 3-4-5 giờ chiều là bắt đầu đi ra, mấy ông ra tới Phú Hội rồi. Không thấy 4-5 giờ, khoảng đâu 4 giờ là về, không dám làm tối đâu. 4 giờ là mình phải về chứ không thôi, mấy ổng ở trong chỗ kia, ổng rút ra đây nè. Hồi đó mất an ninh mà, thời đó mất an ninh. Rồi cách mạng mình ở phía trong này, còn quốc gia thì ở phía ngoài kia, cứ thế rồi mà đánh nhau hoài, mình dân ở giữa. Đôi khi mình sợ đằng lạc, phải không? Anh Bình lúc đó thì thật ra mấy ông giải phóng này nó không chẳng làm gì đâu, nhưng mà dân người ta sợ. Dạ đúng rồi. Người ta phe bên kia người ta vô đây làm, thế bên này phe bên này qua là người ta sợ, người ta chiều lòng người ta về thôi, người ta không dám tiếp xúc. Chứ mà hồi đó thì cơ sở cách mạng cũng nhiều. Hồi đó cơ sở cách mạng quá chừng. Toàn bộ những cái khu rừng là mấy ông ở đấy. Dạ. Rồi anh làm cái đậu này được lâu chưa anh? Cái này nếu mà nói về làm hồi xưa là có làm lúc mà chưa có mấy cái làm la ghim này thì có chứ, hồi trước đó là toàn là trồng đậu trồng bắp trồng đậu tương đậu bắp phộng sau này là cái này nó lên công nghiệp rồi trồng công nghiệp rồi thì cái này tôi cũng mới trồng khoảng 3-4 năm trở lại rồi. 3-4 năm trở lại là mình xài bát mình tưới xài công nghiệp á. Làm mùa nắng mình cũng làm luôn hả? Đúng rồi, là mùa nắng. Tức là bây giờ mình không cho đất nghỉ nữa. Hồi xưa là mùa nắng là phơi đó, xong bắt đầu là mưa mới làm được. Ăn nước trời. Nước trời thôi, còn bây giờ là coi như là mùa nào cũng làm được hết. Nước này là mình chặn hồ dưới kia mình làm hay là mình làm nước giếng khoan anh? Nước này là nước ruộng nó lên, nó dâng lên ở trong cái hồ mình chặn mình tưới. Ở dưới đây là toàn bộ là ruộng đây nè. Dưới này có nước ruộng, cánh đồng ruộng, bởi vậy cho nên là nó là sau lưng cái khu vực Gia Chánh với lại Đa Ma nè, là có cái đồng ruộng này, bởi vậy cho nên là anh chặn nước là nó lên ngời lên hồ, xong bắt đầu từ hồ là mình tưới tiêu ra khu vực này. Mùa nắng nó có đứt nước không anh? Mùa mưa thôi, như vậy là được mùa mưa, mùa nắng mình vẫn tưới giếng khoan. Vậy hả? Mùa nắng vẫn hút từ giếng khoan luôn. Mùa nắng là phải hút từ giếng khoan chứ trên đồng thì nó khô, cái đồng này một mùa, đúng không anh? Cái đồng này một mùa chứ không phải hai mùa, chưa có nước thủy lợi qua cái cánh đồng nhỏ này. Có. Nước thì lại đi từ Thanh Thanh lên xuống hả? Từ Thanh Thanh thì từ gì trên? Từ Vĩnh Tường đó. Đi Vĩnh Tường. Vĩnh Tường đó, thủy lợi của Vĩnh Tường á. Dạ. Nó đưa xuống đây. Từ năm bảy mấy là anh em mình đi đào thủy lợi, mương thủy lợi từ cái thời đó mà. Học sinh không phải đi đào thủy lợi mà. Dạ. Anh trồng này được mấy sào? Tôi 8 sào. Đậu đây. Đám này. Anh trồng 8 sào mà bên kia là anh trồng trước, xong anh thu hoạch trước hả? Anh nhớ trước bên đó là khô hết rồi đó.
cây khô hết rồi anh nhổ anh phơi. Khô như vậy rồi sao mình không để lúc tươi mình vùi xuống để mà làm phân xanh cho nó tốt đất anh? Lúc tươi thì mình chưa có dọn được, nó dài như thế này là mình đánh thì nó dài, bây giờ phơi nó khô thế này giòn thế này mới đánh. Mình đánh là nó nát là được. Nát lên. Nát hết. À mà cũng mình trộm nghĩ thế này. Mình nhìn cái cây đậu của cái vườn anh trồng đây, cái đậu nó tốt quá. Đúng rồi. Nó tốt quá thì đất nó tốt quá rồi thì cần gì phải làm cho nó tốt hơn nữa. Thì anh trồng đậu, nếu mà cái đậu mà nó tốt quá thì nông dân mình thì biết rõ là nó sẽ quả nó sẽ không nhiều. Mình nói không phải là này kia, đất nó càng tốt thì mình năng suất nó càng nhiều. Đúng rồi. Nhưng mà mùa sau mình không có trồng cái này nữa, mùa sau mình trồng cây hành, cây rau khác. À đất đúng đất rồi. Cần phải tốt. À đúng là cần phải tốt chứ. Chứ mình thấy cái đất nó tốt quá, cái cây gì mà cây đậu nó lên nó 50-60 luôn à. Đúng rồi. Bởi vậy cho nên là nó tốt cây á thì nó hại củ. Đấy. Củ nó không được nhiều, mình thấy cái năng suất nó cũng không được cao hả? Năng suất này theo anh là được bao nhiêu một sào đi? Nó có được 7 tạ hay không? 7 tạ hay không hả? Tại mình hồi nãy mình nói đi cho nó tầm khoảng 7 tạ đi, 6 tạ mấy 7 tạ thôi không hơn đâu. Không hơn nữa hả? Nó cái dự án này rồi giờ 5 sào là nó được 3 tấn. 3 tấn sào thì Đây là 35 700. À. Còn 3 tấn rưỡi thì 735 thì được 700 kg một sào. Giá thành bây giờ là được bao nhiêu một sào một ký anh? Đám này vừa tôi bán 22.000 ký. Đám này chưa báo giá. À, chưa báo giá. Đám này chưa báo giá. Này 22.000 ký. Cũng được. Nói chung là với cái mức giá đó thì ổn nhưng mà sản lượng thì chưa được. Tiếc một cái là sản lượng chưa được, chứ nó được từ tháng 2, tháng 3 thì cũng đỡ ăn. Củ nó cao nhiều lắm chút. Là được 1 tấn, tấn mốt. Hả? Còn là đạt lắm á. Vừa rồi cái đám ở ngoài bên cạnh là không mà mình thấy nó lên 8 đám đó cũng được tấn mốt, tấn 2 đó. Thì cao lắm là được tấn mốt, tấn 2 là thỉnh thoảng thế nào lắm mới được, chứ còn cao lắm là tấn mốt thôi. Có đó thôi. Thế người ta làm. Thì nếu mà mình muốn với cái đám trời mưa như vậy, nhỏ như vậy, mình muốn cái sản lượng cao một tí xíu thì nó nặng ký tí xíu, thì bây giờ mình cứ để đất nó dính trong cái hạt, mình cứ để mình cân cho thương lái được không anh? Cái này do người làm thôi chứ do người làm nặng thì chủ vườn cũng được thôi mà, đúng không? Do người làm rồi. Đừng có vũ kỹ quá nghe mấy cháu. Do khách hàng thì do người làm, do người mua, chứ còn chủ vườn bây giờ càng nhiều càng tốt thôi. Đi làm bây giờ cũng muốn cho nó được nhiều chứ, nhưng mà bây giờ do khách hàng người ta không vũ kỹ. Cái bắt đầu cái là bà buôn mới mua về, mới mua không bán được là mình cũng mất việc. Đó là mình nói thì nói đùa cho vui, chứ thật ra ai cũng muốn là bất cứ một cái khâu nào làm nó cũng trọn vẹn để cuối cùng hàng hóa nó là số 1, lúc nào nó cũng là thật đạt, đúng không? Dạ, ai cũng ưng ý để là còn là lần này còn lần sau chứ. Thôi chúc anh mỗi năm canh tác trên cái một mảnh đất 7-8 sào rất tốt này, lúc nào cũng được thành quả lao động cũng được tốt hết, như ý. Đất thì tốt rồi, kỹ thuật thì tốt rồi, không phân bón lúc nào cũng có rồi, không thiếu. Như mấy anh này làm hồi trước giờ là rất là vững đó. Thế thì bây giờ là làm sao á, sản lượng đạt nè, kèm thêm cái nữa được giá nữa để cho nó ngon anh ha. Đó, mong anh vậy. Bà con sắp mưa rồi cho nên là tranh thủ nhổ thật là nhiều, không cắt thật là nhiều để mà chập nữa, rồi ngồi trong lều để mà vặt. Ông mưa sớm thì rõ ràng là sản lượng mình làm đâu được bao nhiêu đâu ha. Căng ha. Mà do đất nó ướt nha bà con, nhìn thấy đất ướt không? Nhổ phải vũ mà mầm vậy mà nó không đi hết đất. Chứ nếu mà trời nắng đất nó sốt nó tơi xong rồi rút một cái là rút cái ném là rớt hết đất rồi. Cái hạt đậu nó không còn dính đất nữa. Nó trắng bóc. Thế là làm rất là dễ. Đó là cái đậu này có cái nó cao quá cho nên là nó đang dây với nhau, đang cây với nhau. Từ đó cho nên là nó cũng nặng thêm nữa. Nó ngã hết mà, cái đậu nó ngã hết. Rồi chú cảm ơn cháu nha. Chào cháu. Trời là chuẩn bị mưa rồi kìa. Mới đang vần vũ ở kia rồi kìa.
mây hạ hết xuống cái núi rồi, mà ngoài Đức Trọng là mưa rồi chưa? Trong này chưa mưa thôi.